Vâng, chỉ với 24 triệu đồng thôi nha các bác nhá. Các bác đã sở hữu ghe, một combo bàn ghế phòng khách và kệ tivi. Combo hiện đại, mẫu bàn ghế phòng khách hiện đại nha các bác nhá. Và 24 triệu đồng này các bác sẽ nhận được những gì? Và ngay sau đây em xin đi chi tiết cho các bác được rõ hơn nhá. Đầu tiên là chiếc đoạn dài đây, với kích thước là 2m3, cao 1m27. Toàn bộ trương em đục 8 phân trương liền. 8 phân trương liền. Đây trương liền đây các bác ơi. Cực kỳ là sắc nét, bên em hoàn thiện cực kỳ là kỹ nhá cho các bác nhá. Đây. Trương liền, toàn bộ ván vách liền hết nhá các bác nhá. Và đặc biệt là tay đặc nguyên khối kịch vách. Đây, các bác sử dụng cực kỳ yên tâm, không phải lo cong vênh nứt gì hết nhá các bác nhá. Và tiếp đến là hai chiếc ghế đơn với cùng kích thước là rộng 1m07, cao 1m27 và cũng là trương liền, đục qua hồng hoa là tây trương liền hết toàn bộ. Các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm thoải mái, không lo lứt, nhiều cơ sở làm chấp ghép đây này. Sau các bác dùng sẽ không được yên tâm. Đây bên em hoàn thiện cực kỳ là kỹ và sắc nét, từng đường nét chi tiết nha các bác nhá. Giá thành thì cực kỳ là bình dân cho các bác. Với riêng bộ bàn ghế này với giá 20 triệu thôi nha các bác nhá. Và tay là vẫn là tay đặc nguyên khối, nguyên một cục gỗ đây các bác ơi. Đây, kịch vách. Toàn bộ ván vách liền. Và kế đến là chiếc bàn lớn với kích thước là 70x40 và mặt bàn này em đục chống đồng hoa là tây bốn góc và có hai ngăn kéo hai bên để cho các bác để đồ nhỏ gọn, cực kỳ là tiện lợi trong khoách nhà mình. Và kế đến là chiếc đôn ngồi, đôn kẹp nhá. Đôn kẹp cũng có ngăn kéo đây các bác đây. Bộ bàn ghế cực kỳ là nhiều ngăn kéo nhá. Và phòng khách nhà mình thì rất là nhiều đồ nhỏ gọn linh tinh như hộp thuốc lá hay là điều khiển. Và cuối cùng là chiếc đôn ngồi đây. Và con bộ bàn ghế này em bán giá chỉ với 20 triệu đồng thôi nha các bác nhá. Bán lẻ. Bác nào mua thêm kệ combo cả kệ tivi với giá 24 triệu đồng và được miễn phí vận chuyển 100 km tính từ xưởng em đi. Xưởng em ở làng nghề đồ gỗ Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Bác nào ở gần thì qua trực tiếp xưởng em giao lưu đặt hàng và bên em có nhận đặt hàng theo yêu cầu nha các bác nhá. Và có vận chuyển hàng toàn quốc. Và đặc biệt hơn là bên em sẽ tặng ngay kèm một kính bàn và một kính đôn kẹp và một combo quà tặng 5 món, một cây trà, một hộp giấy, một hộp tre và một gạt tàn, kèm theo là một hộp tăm. Toàn bộ đồ gỗ tự nhiên 100% nhé các bác nhá. Đây, chiếc kệ tivi lồi, lồi giữa và bên em cũng có mẫu lõm giữa, lồi giữa cho các bác lựa chọn. Bác nào yêu thích mẫu lồi, mẫu lõm thì để lại số điện thoại đặt hàng. Bên em cho nhân viên gọi lại tư vấn rõ hơn cho các bác nhá. Và kệ tivi này cực kỳ là nhiều ngăn kéo và cánh nhá. 6 ngăn kéo 4 cánh. Để đồ nhỏ gọn phòng khách cực kỳ tiện lợi. Và mẫu lồi này các bác để được tivi kinh tivi bao nhiêu inch được. Và hiện tại phòng khách hiện đại bây giờ thì rất là rộng. Và tivi cũng là to. Đây, bác nào sắm bộ này thì cực kỳ là uy tín luôn. Với giá chỉ có 24 triệu nha các bác nhá. Và kế bên đây là em xin giới thiệu thêm cho các bác bộ bàn ghế. Bác nào có kệ rồi thì mua riêng bộ bàn ghế này với giá 18 triệu nha các bác nhé. 18 triệu đồng. Và kích thước cũng như bộ bên kia, đoạn dài 23, cao 1m27. Cũng toàn bộ là vánh vắt, vách liền, ván liền, trương đục hoa hồng hoa tây, vách đục ô vang quả chám. Và hai ghế đơn, toàn bộ trương liền nhé. Nhưng mà khác với bộ bên kia là tay này, cũng là tay nguyên khối nhưng bên em là lối đoạn này. Giá thành sẽ rẻ hơn so với bộ bên kia. Cũng rất nhiều ngăn kéo và có tặng kèm kính bàn, kính đôn cho các bác nhé. Bộ bàn ghế với 18 triệu đồng thôi, bên em miễn phí vận chuyển 100 km. Đây. Bác nào yêu thích mẫu sản phẩm nào thì để lại số điện thoại hoặc inbox cho bên em. Bên em cho nhân viên gọi lại tư vấn rõ hơn cho các bác.